Hi, chào tất cả anh em. Mình là Ngọc Anh Shop. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu và review đến anh em những cái món ăn chơi quen thuộc. Đó là full bánh căm dành cho tất cả các loại xe nha anh em. Như video này là mình đang làm bánh căm dành cho hàng 135 hai đĩa. Anh em thấy đó. Đây là full dàn chân. Chất lượng luôn nha anh em. Niền Racing Boy bánh căm chất lượng full Racing Boy. Dàn nhông sinh dĩa, dĩa nhôm. Dĩa nhôm Anos nhôm 7. Vỏ cao cấp chất lượng Michelin chống ập địch. Đĩa X1R. Và bây giờ mình sẽ review cận cảnh đến từng món cho anh em xem. Bánh căm thì trước giờ mình đi rất là nhiều, bên Ngọc Anh Shop là chuyên rồi. Xe gì cũng nhận làm hết. Trước tiên, đây là giới thiệu sơ, niền Racing Boy, căm Nova Thái nha anh em. Niền Racing Boy, căm Nova Thái. Căm to, sáng và chắc. Bên mình là bao rút căm. Khi anh em mua full bánh căm là bao rút căm hoặc bao vận chuyển hoặc giảm chi phí bán hàng xuống cho anh em, hỗ trợ anh em lắp ráp hoặc tặng kèm quà. Thưa anh khách này nhiệt tình thì bên mình cũng có tặng quà rồi bao rút căm, rồi mua nhiều, rất là nhiều đồ thì mình bao ship luôn đó, nhiệt tình luôn. Tại anh em đã chịu chi, chịu chơi mà mình cũng chịu theo anh em luôn. Điện này Sinh Bo nha anh em, căm Nova. Đây là đùm sau nha anh em, bánh sau niền Racing Boy căm Nova Thái Lan đùm X1R hai đĩa dành cho 135, mặt trước mặt sau nha anh em, đùm sáng len keng sạch sẽ. Thì bên Ngọc Anh Shop cơ bản thì cũng giống như thị trường thôi, có hai cái đùm, loại đùm cơ bản, thứ nhất là đùm sơn bạc, thứ hai là đùm chrome. Anh em thích đi đùm nào thì mình bán đùm đó thôi. Được. Do là xe 135 thì bên mình cũng tư vấn thiết kế cho anh khách luôn là đi vỏ size phù hợp là trước 70 70 90 17 sau 80 90 17 nha anh em. Vỏ Michelin cao cấp và ruột Kenshin cao cấp luôn. Nếu anh em nào chưa biết thương hiệu này cứ hỏi các lão tiền bối á, họ rất là ưa dùng cái vỏ trên tin này. Và đây là nhông sinh dĩa chất lượng cao cấp nha anh em. Dĩa nhôm Anos hẹt là 39 nha anh em. Dĩa nhôm 7 7075 nhôm 7 Anos dành cho 135. Về cái chất lượng dĩa này bên mình cũng đã test cho anh em xem rồi, thì hôm nay mình sẽ sẵn sàng test lại cho anh em thôi. Đây là chìa khóa nha anh em, và đây là dĩa Anos. Không, mình chà rất là mạnh nha anh em. Không, chà rất là mạnh và tiếp xúc nha anh em. Mặt dĩa nè, đó, sau khi mình chà dài đường nét gọi là ẩu tả nè, đó, thì anh em thấy không, dĩa đó là dày và âm thanh khi vọng ra rất là ok. Còn đây là thuộc chính hãng Racing Boy. Bên mình Racing Boy là chủ lực chuyên bán hàng chính hãng. Đó, trên thân là do có ghi đầy đủ nha anh em, tem chống hàng giả công ty Racing Boy. Racing Boy nha anh em, logo ẩn chìm, tem chống hàng giả. Đây là cặp đĩa Racing Boy nha anh em. Ủa, cặp đĩa một rồi. Thương hiệu một rồi nha anh em. Đĩa thắng cho anh em chơi dạng kiểu đĩa bông. Và đây là ốc titan được giáp bông. Không,
ánh sáng lên màu rất là đẹp nha anh em. Nói chung bên mình review cận cảnh, nhân tiện video này thì mình cũng gửi cho các anh khách mình xem, đã tin tưởng và ủng hộ ngoài shop. Anh em cần thiết kế bánh căm dành cho các loại xe thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Anh Shop, tư vấn từ hàng bình dân cho đến chất lượng. Như trong video này là combo quá chất lượng luôn anh em. Điền Racing Boy, căm Nova Thái Lan, vỏ Michelin nha. Bao chắc, bao bền, bao đẹp, bao chạy luôn. Rồi kính chào anh em đã quan tâm và ủng hộ video.